Chơi của em nhỉ? Bài nào máu lửa đấy luôn nào. Sáng nay thấy Xuân Ích nhảy máu lắm mà. Lúc vừa vô tình hát hay nhỉ, hay hát hay. Thế nhưng một khi mà các bạn không quay thì nếu ơi không còn hát nào nữa rồi. Chơi mẹ không còn hát.